Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng kính mời Thiếu tá Lê Xuân Trạch lên điều khiển nghi thức khai mạc. Xin kính chào tất cả quý vị. Và để bắt đầu buổi lễ, xin mời tất cả quý vị đứng dậy để làm lễ trước quốc quân kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân nhân chú ý. Nhớ đến tiền nhân đã có công dựng và giữ nước. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng tử sĩ
quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh và đồng bào đã hy sinh trong một cuộc chiến đấu chống lại Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc, cũng như đã chết trong lao tù Cộng sản, đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Following the 1 minute to commemorate those who make the supreme sacrifice in defending the country. Go! Theo chương trình để tiếp theo chương trình sau đây là lời chào mừng của trưởng ban tổ chức. Trân trọng kính mời Đảng Việt Nam run sợ đồng, chứ không phải là nhật báo Sài Gòn nhỏ của Nhật. Và kính thưa quý vị, bây giờ là lễ chính thức buổi kỷ niệm quốc hận 30 tháng 4. Trân trọng kính mời thiếu tá Lê Xuân Trạch lên điều khiển lễ. Thưa quý vị, trong lễ tưởng niệm chính quý vị cộng đồng, kính mời đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng bước lên vị trí, kính mời đại Việt Quốc dân Đảng đại diện của Liên minh, đại diện của Tân Đại Việt, đại diện của đại viện bên đài tướng sĩ, xin quý vị tiến qua tướng sĩ.
tổ quốc kia. Xin quý vị. Thưa quý vị, đặt vòng hoa tưởng niệm này là của cộng đồng Việt Nam Nam Cali cùng các chính đảng, các hội đoàn, đoàn thể đã từng gắn bó với cộng đồng. And I just want all of you to know. Quý vị đã tìm lấy sự sống. Quý vị and that tyranny must be confronted and discredited. Vietnam in the 21st century plus the United States of America. Thế sinh thông mừng tự sát trong ngày 30 tháng 4 nói lên tinh thần vinh dự và trách nhiệm của ngũ cùng với cha ông của các em. If you can't do từng chân đạo chó tự do đành chiêu trò Việt Nam.